Moon xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay nhà rảnh rỗi nên là đồ mua mấy em cây chân rỡ nữa anh em ơi. Cây bay ha. Cây cành bây giờ nó cũng khá là to rồi. Nên là mình có đồ mua lại. Cái này chỗ này không có cái ấy nên là mình cũng không có quay lại anh em ơi. Mình quay sơ cho anh em coi thôi. Còn đây là cái nước đầu định hình nữa anh em. Cái dâm đây còn đỡ nuôi nè. Nó lấp chỗ đây ha. Mặt tiền phía bên kia nha anh em ơi. Dâm đây còn vậy. Cây mới nhưng mà nó không có trái. Mùa đây nó không có trái rồi ha anh em ơi. Nên nó đó. Mình sẽ là mua một cái cây bay nha. Cây này cần làm cây bay nè. Đó, dựng cái đỉnh đây. Giờ nhánh đây nó cũng hơi to nên là mình sẽ làm dìu dìu nha anh em. Đó. Dìu dìu lại nha. Đây mình đang đôn cái chân rỡ nó lên rất là cao luôn anh em thấy rỡ nó rất mạnh nè. Có ba coi anh em, đây cả đây cũng vậy, thì nó cũng cái kiếu vậy thôi anh em ơi. Đây chân rỡ đây thì nó xuống đây anh em thấy nó thả rỡ, nãy mình mới xả ra sơ sơ nè, xả ra sơ sơ mình coi thử cái chân nó đứng kiểu sao. Giờ trồng lâu quá rồi mình cũng không biết nó xả xuống đây sao này ha. Là mình làm mấy coi đây nó theo cái kiểu nó mình khá là hay anh em, coi đây khá là hay nè, dâm cành nó còn bự. Coi đây nuôi một làm một hai lần là nó nhìn thấy coi nó khác liền à. Nè nó đây là mình chỉ mới có định hình thôi, đây là toàn bộ cây biếng á nha anh em, cây biếng này anh em thấy không? Lúc mình trồng trong mát rồi nó ra lá rất là bự luôn. Sau đêm ra nắng là nó bắt đầu nó côn lại nè. Mấy cái đây mình mới đêm ra nắng nha mấy. Bữa cái đám cây biển của mình nè. Đây, có cây đây nó sung lên. Nó bung cái cành đây rất là bự luôn. Giờ nang dài cái cành đây anh em ơi. Giờ mình sẽ tiếp tục mình nè. Mình vô dây cái cây đây nha. Xong mình quay cho anh em coi chơi nha. Hai cây này thì ok rồi. Giờ còn mỗi cái này nó rất là thiếu dâm luôn. Hai cái kia thì dâm nó đủ rồi, cái này thiếu dâm này. Làm rất là khó nha nè. Cái này chơi thì nếu mà kết chỗ đây thì rất là phí luôn. Tại mình nuôi rất là lâu nó mới được cái dâm cành to cỡ này. Nên là mình sẽ cố gắng mình uống nó bay nó nghẹt nó một chút nha nè. Cố gắng thôi. Chứ bỏ mất cái dâm đây thì nó rất là uống luôn. Thời gian mình nuôi được cái dâm đây lên hơn cả năm trời đó nè. Nên là mà bây giờ mà mình bỏ mất cái dâm đây thì nó uống lắm à, nó được hai cái dâm bự, còn mấy cái dâm đây còn nhỏ này mình chỉ cần vào dây hai cái dâm bự thôi, còn mấy cái dâm nhỏ đây mình sẽ đỡ nó nuôi nó cho nó mau to nha, không vào dây cho đỡ cho nó mau to nha. Còn mấy cái đây thì dâm nó đều đều này nên là mình sẽ vô dây hết à. Cái đờ mô của mình thì nó cũng vậy thôi anh em ơi. Cái này nó có cái đường cong đây, nó sẽ quằn ngược lại đây ha. Lên đây nó thả xuống một nhánh này, nhánh đây. Mạch tiền phía bên kia này anh em ơi, cành đây cành phong này. Mạch tiền phía bên kia nha. Cho mình đỡ nó ngược vô. Cái coi đây đỡ ngược vô thì nó không có nắng đâu, nó phát triển được. Nên là mình phải đỡ cái cành phong nó ra đây. Coi kia cũng vậy. Mình xử lý cái coi đây rồi mình quay cho anh em coi nha. Trời mình một tí nha anh em ơi. Xong rồi nha anh em ơi. Cuối cùng thì coi đây nó cũng xong. Coi đây nó cành khá to là mình vô 4 giờ này, 2 giờ lớn, 2 giờ nhỏ này. Cái khoảng đây tới 2 găng tay vậy anh em. Cái khoảng tới lên có dâm mà dâm bự đây, tới 2 găng tay ạ. Nên là mình sẽ uống nó cầm cầm một tí, kiểu như giống như con rồng anh em. Cành bự đây mình làm cành một cái cành đổ nữa. Đây cái nhánh đây đỡ mình nuôi to, mình sẽ làm nhánh cành phong nha. Đó. Được lên trên đây cái đỉnh đây nó được 2-3 dâm này. Giờ cái dâm đây mình nuôi chăm to xuống đây. Đó. Thả xuống đây, thả vô đây. Cái này làm sao mà nhìn cũng khá là hay đó nè. Cái cốt đây mình nuôi nó
cầm 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 đây nhìn coi đây xem mà nó xem cái tán đây là cái tán đây là ok rồi, là nhìn nó rất là đẹp này. Thì một năm nữa thì coi đây nó ok này. Rồi cái phần cái nhánh đổ đây thì mình sẽ làm lại nha. Đây. Nó cũng liền mạch đó anh em ơi. Nó mà không có ấy thì mình sau thời gian thì mình sẽ mình bó cái cùi đây nha nè. Bó cái cùi ngay đây này. Anh em nó dư ra đây khoảng cỡ 2 cm rồi. Mình cách mình bó cái cùi lại nha. Chờ cứ đợi cho nó phát triển cho nó mạnh này. Xong mình sẽ bó cái cùi lại sau nha. Đó. Cần để làm cành đổ ha. Cái đây chân rỡ khá là đẹp luôn. Một cái này. Đây, cái đây cũng vậy. Cái đây thì nói chung là mình cứ theo cái kiểu của cái cây dâm cành thôi anh em ơi, là mình làm thôi. Chứ bây giờ nó cũng những giống thớ chân rỡ giống nhau à, nhưng mà nó nhiều cái cách để làm lắm anh em. Đó, như cái đây này. Nè nó. Nó cũng bay bay nó xiên xiên. Nhưng mà mình lại làm khác cái cây kia không? Rất là nhiều cách để mà làm cái cây này. Cái đây cũng vậy. Cái đây thì nó bay nhiều hơn. Chân rỡ đây. Bay nhiều không? Cái này giống cái ấy này. Cái này ở nó cái dâm này nó lớn này, cái dâm này nó lớn ra nó hai cái dâm này nó lớn là nhìn cái coi nó sẽ khác ra nha nè. Đó. Cái đỉnh đây mình làm sơ sơ thôi. Cho nó buông lại nha. Làm thế này rồi anh em xem thì cho mình xin ý kiến nha. Chung coi thì mỗi anh em mỗi cái ý tưởng anh em ơi, coi có nhiêu thì mình làm nhiêu thôi, mình đánh gian được cái phần nào cái tay cành nó thì mình làm thôi. Đó. Cái đây thì nuôi thêm một nước dây nữa thì nó sẽ ra tiếu như cái này nè. Đây, cái này bữa mình có xá một nước ra rồi này. Đó, giờ mình thả dây ra mình bấm là nó bung ra như thế này. Kiểu như vậy anh em ơi. Mấy cái đây một nước dây mình còn đỡ này. Chưa có bấm thả xả dây nè. Mình chờ cả năm mà anh em ơi. Cho nó tới to tay cành rồi mình sẽ làm cho cái coi nó đẹp. Không sao hết. Mấy cái cành to như vậy thì anh em cũng chịu khó vô nhiều dây tới vậy. Vô nhiều dây cho nhìn nó. Để mà mình tận dụng mấy cái cành to như thế này. Cháu nuôi mấy cành to này rất là lâu luôn nha anh em. Chứ không phải ấy đâu. Mình nuôi hơn một năm trời rồi. Để mà ra được cái cành bự vậy. Nên là anh em bấm bỏ đi thì nó tiếc lắm. Trên đây thì còn một cái nhánh này. Nhánh đây nó rất là to luôn. Nhưng mà mình lấy được cành 1, cành 2 đây rồi. Cành thân bên đây. Thì mình sẽ bấm giật cái nhánh đây. Mình làm cái đỉnh nó tưa tưa trên đây một chút nữa thôi. Có đây cỡ lên đây đỉnh đây một cái nữa thôi. Chứ không cần lên cao nữa đâu anh em ơi. Đó. Với lại cái cành phơm đây nó to đó, nó tỉ lệ với lại cái cành bay nó cành đổ này. Anh em nhìn cái coi đây giống cái làm xong mà nhìn thiếu giống như con rồng anh em. Đó. Giờ mình sẽ lấy mấy cái quả này mình tủ lại mấy cái chân rỡ lại nha, cho nó bung cho nó nhanh nha anh em ơi. Xong rồi mình xả từ từ xuống này, để rỡ đấy, anh em thấy ra chân rỡ trắng không? Giờ mình đang xả mình bóc ra bớt này để mình bo lại rỡ lại, xong mình tứ nó xối nước toàn từ rồi nó già cái rỡ đây nó sẽ tự nó to lên nha. Cái chân rỡ nó nấu lên ở trên thì nó mới to nha anh em. Mai hay châu gì cũng vậy, chân rỡ nó nấu lên ở trên thì nó mới to nha. Rồi còn anh em nào mà có cái demo nào đẹp đẹp thì mình cho mình xin ý kiến nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Nhớ là subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Cái phôi là nhiều mà toàn cái xấu mà anh em. Đó. Cái này mấy cây mình mới quay một nước này anh em, mình thấy mình làm mình đỡ anh em, nó bung dâm ra này. Đó. Một nước bung dâm này, giờ nó nuôi cái dâm đây nó bự thêm thì nó mình vô nước hai. Toàn cây làm một nước thôi. Ôi trời ai làm gì mà xịt tới coi đây rồi. Mình nuôi
cái cây nấm mâu thì anh em chịu khó làm vậy nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Bye bye, giờ mình nghỉ ngơi thôi anh em ơi.